Xin chào mọi người nha, hôm nay em lại lên cho mọi người đợt cá mới ha. Và đợt cá ngày hôm nay là ngày 18 tháng 3. Đợt cá em đang quay là có giá là 60.000 trên một con nha mọi người. Tới con nào là trống là mái em nói cho mọi người ha. Rồi đầu tiên đây là một con fancy xanh và vàng. Cái màu này hiếm nha mọi người. Cái màu vàng ấy phần lưng nó rất là đậm màu vàng ha. Đó, dây đều phơm tốt ha. Cỏ này mới bán cho mọi người 60k được. Đó, người xem cái phơm nó căng ha, đẹp ha. Còn phía sau của nó là một con fancy đỏ có dãy trắng ha. Một số cái đốm đen là điểm nhấn nha mọi người, đẹp. Con này đuôi móc phơm bự, bự chà bá lửa luôn đó. Cái đuôi nó móc ngược cái đằng trước luôn ha, phơm nó to hơn con đằng trước đó. Còn tiếp theo đây là một con Nemo đó mọi người. Nemo màu tím hả, nó tím tím màu hồng nè ha. Đó, cái màu rất là tươi. Con này thì size trưởng thành rồi đó. Nó cũng kè nhưng mà em dở hơi sớm, nó hơi lười kè xíu. Con phía sau người xem nó kè ha, dữ lắm ha. Con này là con fancy đỏ, cái dãy của nó xám xám tím tím rồi đẹp. Người xem cái ánh tím trên phần lưng ha, nó nhạt nhạt thôi nhưng mà rất là đẹp. À, cho nó kè rồi đó. Còn trước nó kiểu như nó lớn hơn rồi, nó lười kè rồi đó. Còn đây là một con Dumbo, con Dumbo màu tím ha, tím tím đỏ đỏ. Con này thì phải nói là quá đẹp rồi, nó không có chạy xước gắt chỗ nào hết. Cái phần vây rất là to ha. Đó, phần dãy đều như bắp luôn. Phía sau của nó là một con xanh xanh vàng vàng. Con này thì em cũng không biết tên nữa, quên mất cái tên nữa rồi. Nhưng mà nói chung nó rất là đẹp ha. Con phía sau thì cái màu của nó thì vẫn hiếm, nhưng mà cái size của nó thì nó vừa mới lớn thôi. Nhưng mà tại vì cái màu của nó là màu hiếm nên em để giá này cho mọi người. Phơm thì không có bị lỗi ha. Con này nuôi lớn lên nữa rất là đẹp mọi người. Nuôi lớn lên nữa thì cái phơm đuôi nó sẽ bự hơn, nó móc ngược lên rất là đẹp. Đó, nhỏ nhưng mà căng rồi nha. Đó. Còn tiếp theo đây là một con vàng, fancy vàng. Đó, màu này thì hiếm nha. Con này thì nó shop em khó kiếm luôn mọi người. Nói rằng lên là phải ngồi lửa rất là cực mới có được một con hai con cho mọi người ha. Đó, còn phía sau của nó là một con Nemo, Nemo fancy đây. Cái màu nó sọc sọc kìa. Con này thì form trưởng thành, đuôi thì kín luôn, không có hở ha. Con này thì không có được đuôi móc nhưng mà cái form nó là kín rồi. Ông sẽ nó kè ha, con trước cũng kè nè, đó. Quá đẹp. Còn đây là một con bulldog gì đó mọi người. Đó, xanh xanh trắng trắng, nó cứng phơm ha. Đuôi không có hở chỗ nào đâu. Đó, còn phía sau là con fancy hay là gì đó. Con chiếu kè mà nó con này sao nó không thèm kè mọi người. Còn đây, lên cho anh em một con dạ quang đã trưởng thành rồi nha. Đó, dạ quang trưởng thành là nó bự cỡ này nè mọi người. Đuôi ha cứng ha, không có hở. Đó, phía sau là một con nguyên một cục kẹo luôn, tím hồng. Đó, con này thì cái màu của nó thì cái màu hồng hồng tím tím mà không nhớ tên, nhưng kêu hẳn là cục kẹo luôn cho nó dễ hiểu ha. Ai biết chơi nhìn thì nhận biết giúp em ha. Rồi tiếp theo đây là một con màu vàng. Con màu vàng này thì có pha cái màu xanh nữa. Đó, con này thì ui cái đuôi nó đẹp quá mọi người ơi, xanh xanh vàng vàng trắng trắng. Đó, có mấy cái đốm xanh xanh tím nó làm điểm nhấn luôn. Con này thì quá đẹp rồi. Anh em nào biết chơi thì hút liền, hút nhanh nha. Không là hết nhanh lắm đó, màu này hiếm đó. Mấy người biết chơi người ta lựa người ta bắt nhanh lắm. Phía sau của nó là một con Nemo, cứng phơm full màu. Đó, quá đẹp luôn, quá xuất sắc luôn ha. Đơn hôm nay cho mọi người đơn 60k rất là đẹp. Rồi tiếp theo đây là lại là một cục kẹo. Con này thì cái đuôi dưới nó rất là dài ha. Đó, nó chỉa ra làm sao luôn đó mọi người.
Trời ơi, nó kè dữ chưa, kè đúng đúng mặt nước luôn. Đó, đó quá đẹp luôn. Con này thì xuất sắc rồi, full màu ha. Cơm trưởng thành không có bị tập lỗi. Phía sau của nó cũng là một con full màu luôn. Đó, không có bị thiếu màu chỗ nào đâu. Đó, một con fancy. Rất là đẹp ha, fancy nành cam đó mọi người. Đó, cái phần đuôi của nó thì đuôi móc một chút xíu thôi, vừa móc thôi. Còn đây, con này thì một cái cục kẹo tiếp. Cục kẹo này thì cái màu sậm hơn. Đó, cứng phơm đuôi móc ha. Con này thì quá đẹp rồi, con này thì cái đuôi bụi chà bá lửa luôn. Mình xem nó, kè hết cỡ rồi đó. Đó. Rồi, phía sau của nó lại là một em hiếm ha. Fancy vàng, mình xem cái bóng ở trên mặt nước nha. Đó, rồi mình đi xuống nè. Đấy, đấy, nó hiện rồi kìa. Con fancy vàng. Đó. Ui, cứng phơm đẹp quá, đẹp luôn. Con này thì không tùy vết luôn nha, vàng trắng thôi, không có vết đen nào trong đây hết. Ok, tiếp theo. Đây là một cặp Nemo. Đó. Quá đẹp luôn, Nemo hay fancy ra em nhìn quên cái tên nó rồi, khó không biết quá. Có tím tím mà đen đen nữa kìa. Hai con này thì nó cùng một mà loại màu. Nhưng mà con phía trước thì nó nhỏ hơn con phía sau một chút xíu thôi. Đó người xem. Con phía trước thì cái màu của nó thiên về sậm sậm ha. Con phía sau thì cái màu của nó thì nó hơi sáng hơn cái phần vai chút xíu. Có mấy cái vết xanh xanh nó chiếu lên rất là đẹp ha. Đó, còn sao nó to, còn trước thấy rõ rệt ha. Còn đây là một em fancy nền đỏ. Quá xuất sắc. Con này thì cái phần đuôi của nó là màu xanh đó. Con này cứng rồi, phơm trưởng thành luôn rồi. Đó, cái phần đuôi của nó thì nó có phần gai gai chỗ này nè đó. Như người em đuôi tưa nó bị lai gì đó mọi người. Cái này không phải là lỗi đâu nha, nó bị lai đó. Rồi, phía sau của nó là một con Half Moon. Đó, Half Moon vàng, con này có trái rồng không mọi người. Giống á, hơi giống á, dễ bự. Đó mọi người, không biết được thì mọi người để xuống comment giúp em nha. Con này thì kinh nghiệm chưa đủ nên là em không có phân biệt nó là rồng hay là Half Moon thường. Đó, quá đẹp luôn. Còn đây em fancy đỏ nữa. Fancy đỏ hay rồng thôi, con này chắc rồng quá. Đó, phơm sai trưởng thành hết rồi nha mọi người. Đó, phía sau của nó là một em Samurai Half Moon. Quá tuyệt vời luôn. Đã Samurai đã ấy rồi mà còn Half Moon nữa. Đó, cái đuôi nó căng ra quá đẹp luôn. Nhức cái nách luôn ha. Rồi, đây một em Nemo. Ủa, fancy chứ, em nhầm con này fancy nha. Đó, size trưởng thành, đuôi móc. Đó, màu full nha, không có bị sót cái màu chỗ nào đâu. Phía sau của nó là một em dữ dằn hơn nữa, đuôi chà bá lửa luôn. Như là Half Moon. Đó, fancy Half Moon. Màu của nó thì thiên về cái màu đậm đậm tối tối nha mọi người. Đó. Còn đây là một em fancy. Này là nó hơi hơi giống con mái mọi người, như là nó con trống này cái đuôi nó ngắn đó mọi người. Đó, em dở ra rồi đó mà nó không có thấy nó kìa. Ở kìa cái cho mọi người coi nè. Đó, thấy rồi đó. À, trống nha, nó kè lên rồi mới không bị là trống nha. Phía sau của nó lại là một con Nemo. Đó, màu không có bị mất màu chỗ nào đâu ha. Cái phần đuôi của nó thì không quá to, vừa đủ size. Đó, chơi họ kiển chỗ này mà để lên là nhức nách. Còn tiếp theo, đây là một em Nemo. Đó, màn vàng vàng đỏ đỏ đen đen. Cái phần đầu nó màu vàng mọi người thấy không? Đó. Phía sau của nó là một em Nemo Half Moon. Có phần dãy đen rất là đẹp ha. Dãy đen đen tím tím mọi người. Đó. Nó phải là đen thui đâu mà nó tím tím á. Đó. Ánh sáng nhìn nè, quá tuyệt vời luôn. Đó, người xem kỹ ha. Rồi. Còn đây
Đấy, từ cái ô này là cá mái nha mọi người. Đó, em lên riêng cho mọi người chống mái khác biệt để em dễ phân biệt thôi. Để em nói lộn mọi người ném đá em nữa. Là một con mái, một con fancy vàng. Đó, em này hiếm ha. Lên được cho mọi người vài con. Phía sau nó là một em mái màu một kẹo đó, tím tím đỏ đỏ hồng hồng. Căng trứng hết rồi nha, hai con này căng trứng hết rồi nha. Về dưỡng tầm 2 ngày cho em. Đi đường xa thì mình mới dưỡng cho nó đỡ mệt trước rồi mình mới đổ nha mọi người. Đó. Còn đây là một em này như là Mythic Color phải không mọi người? Vàng đỏ nè, như không phải đâu. Nemo. Này Nemo. Căng trứng, phơm trưởng thành. Đó. Phía sau của nó là một con fancy. Fancy nành đỏ ha. Có một hai cái dãy màu tím tím là đẹp ha. Nó chỉ có ít thôi, nó không có nhiều cái dãy chấm đâu. Đó. Con này sau thì không có căng trứng bằng con này trước nha mọi người. Con này trước thì nó căng rồi. Con phía sau thì nó vừa mới hình thành trứng thôi. Đó, người thấy cái bụng nó hơi hơi bự thôi. Con phía trước thì em về dưỡng tầm 2 ngày đổ tiếp cho em. Đây. Một em Candy. Đó, căng trứng. Sai trưởng thành, đuôi không bị tật lỗi chỗ nào hết. Quá đẹp. Mọi người xem cái phơm của nó ha, rất là đều. Mọi người lựa mái phơm tròn trịa như thế này mọi người đổ cho em. Ra được con của nó thì nó sẽ không có bị tật lỗi nhiều. Đó. Phía sau của nó là một con fancy đỏ. Hai con này thì căng trứng nha mọi người. Đó, cái bụng nó bự bự đó, thấy được cái trứng hoàn vàng vàng ở trong là trứng của nó đó mọi người. Tiếp theo. Cái này hít trứng đó. Đây là một em fancy cam. Đó, dãy trắng canh trắng nha. Quá đẹp luôn, em này thì cái màu nó sáng rồi, quá sáng luôn. Đó. Nuôi đèn mà nuôi con này thì thấy rõ con cá nhìn rất là tuyệt vời ha. Mọi người xem nó căng ra cả đó. Kính phơm luôn nha, mấy con cá mái kia thì cái đuôi nó không có bự được vậy đâu. Nhưng mà con này thì kính phơm luôn. Đó, người xem. Quay hay rung ha. Còn phía sau là một em Nemo hay sao á. Nemo cánh đi á mọi người. Ơi, con mắt màu xanh đúng không mọi người? Chỉ đúng rồi, mắt màu xanh. Như là dạ quang đúng không? Mắt màu xanh kìa đó. Sao cái phần dạ quang của nó chỉ có con mắt thôi vô mọi người. Con này lai rồi. Con này mà có dạ quang nữa mà cứng phơm cái này chắc bán giá 80 đó mọi người. Nhưng mà nói phần dạ quang nó chỉ có dưới phần bụng thôi. Đây, em dùng kỹ cho mọi người xem kỹ nữa ha. Đây, nó chỉ có dưới phần bụng thôi. Đó. Căng trứng hết ha, hai con này căng trứng ha. Còn đây một em samurai cho mọi người ha, căng trứng phơm đều đẹp. Đó, phía sau của nó là một em Nemo ha, có lộn Nemo dạ quang luôn, đúng tên mà em nói nhầm lại đó. Đó, một em samurai và một em dạ quang. Mình xem hai con cá mái với nhau mà nó kè ra cái phơm về là quá tuyệt vời ha. Rồi mọi người đi cùng em tới cái lô cá tiếp theo ha. Tiếp tục với đợt cá thứ hai nha mọi người. Đây là một con Dumbo màu tím tím xanh xanh ha. Đó, tím tím đỏ chứ nhầm. Nhầm hoài luôn. Đó. Đợt cá này em lên cho mọi người là 30 và 40 nha. Con này thì cái phần vây bơi với nó hơi gắt một chút xíu nên em để giá 30 cho mọi người luôn. Con này thì đem về dưỡng một thời gian thôi nó lành lại liền. Nó gắt ít lắm mọi người. Đó, nó gắt hai bên một chút xíu rồi ha. Cũng không đáng kể đâu mọi người. Đẹp đẹp là mua về nuôi luôn chứ ngại gì mấy cái này ha. Còn phía sau của nó là một em fancy. Mình chỗ mà em mới cho ăn no cho nên cái bụng nó bự thôi nha chứ không phải là cá mái đâu nha. Đó. Đó, đã chừng nào tới cá mái thì em sẽ nói cho mọi người sau ha. Đó, con này thì size cũng nhỏ thôi, phía sau cũng size nhỏ luôn ha. Còn đây. Số này đẹp vậy, sao 30 cao mà đẹp vậy? Có lỗi chỗ nào mọi người xem kỹ ha. Không lỗi nha, trời con này đẹp quá. Đuôi đuôi móc luôn. Đó. Một em fancy đỏ đỏ xanh xanh ha. Tuy rằng cái loại fancy này nó không có hot đâu nhưng mà cái màu này đẹp quá, nó pha đẹp quá. Em thấy rồi nha, cái phần đuôi nó hơi lỗ một lỗ nè mọi người thấy không? Chuột cắn mất lỗ rồi nè thấy không? Đó. Để giá này
phía sau nó là em fancy cam, đuôi móc phơm trưởng thành, không có bị mất màu chỗ nào hết. Em soi kỹ con là sao nó có bị lỗi chỗ nào mà sao để giá này đây, hay da nó kè sát nhau quá, không có lỗi nha mọi người. Con đằng sau cho 10 xăng nha, phơm trưởng thành, đuôi móc không lỗi, xăng nhanh nha mọi người, không hết lẹ lắm á. Còn đây, ui con này cũng đẹp nữa, cái đuôi quá đẹp đó, nó viền viền hai ba màu luôn ha. Đây con này thì cái size của nó thì còn cái trâu nè, không cái phơm của nó dài dài đòn nữa, chưa có mập như mấy con cá bự kia đâu đó. Con này còn lớn được nha mọi người nuôi nó lớn lên, cái đuôi nó bự thêm nữa, rất là đẹp ha. Phơm của nó thì hơi lép thôi, nó tại nó đang lớn nên là nó hơi lép một xíu ha. Con phía sau thì cũng bằng con phía trước, cái màu của nó thì hương gì màu đỏ, một con fancy đỏ đen ha. Đó em zoom sát vô em coi kỹ làm sao rồi, đuôi đẹp ha mọi người. Con này hai con này đuôi đẹp quá, cái màu của nó quá tuyệt vời. Còn đây một em super ghét, ôi đuôi móc, nhưng mà super ghét thì bán giá này là đúng rồi mọi người. Super ghét thì chỉ đăng quanh giá 30-40 thôi ha. Đó phía sau của nó là một em fancy cùng dòng đỏ đen, có lộn đỏ trắng đó. Con đằng sau thì phơm đã cứng luôn ha, con phía trước phơm trưởng thành, con phía sau thì phơm vừa mới lớn thôi đó. Còn sao vừa mới lớn con này thì không có nổi nữa rồi. Dạ yeah. Đây là một em fancy cam trắng nha mọi người, cam này nó hơi đậm nhiều màu đỏ đỏ xíu nha, cam đậm đó, viền đuôi màu đen ha, quá xuất sắc con này luôn, màu sáng ha. Đỡ vô hồ mà bật cái đèn lên cái nữa là tối thì khỏi ăn cơm ngồi ngắm luôn nha. Mới tụi cơm ra ngồi ngắm con cá quá tuyệt vời. Phía sau nó là một em hấp môn xanh tím nha mọi người. Đó mọi người xem cái phơm của nó ra chuẩn chưa ha, cái này như nó bị gắt một xíu phần dưới mọi người thấy không, đó một xíu thôi cũng xuống giá này ở luôn. Con này về mọi người chăm nó một thời gian, mọi người cho thuốc rồi là nó lành liền, nó nhanh lắm cá này mà. Đó đây này là một em fancy cam đó. Con này chỉ cần đuôi nó không quá to đâu ha, vừa đủ xài đâu, phơm thì không có tật lỗi đâu. Con này mà đuôi dài cái nữa là đem bán giấy phép được nha. Mình cái đuôi nó hơi ngắn thôi. Phía sau của nó là em hấp môn xanh đó, như là này là cái dòng Dumbo hấp môn hay sao mọi người, cái vây của nó bự à, như đúng rồi đó, Dumbo hấp môn. Con này cũng Dumbo hấp môn hay sao nè, không kỹ giúp em ha. Quá đẹp luôn. Con phía sau thì nó cái phần đuôi nó hơi rách một chút xíu thôi, mọi người xem kỹ phần đuôi dưới nha, đó lỗ nguyến nè mọi người thấy không, bán cái này cho mọi người lỗ quá lỗ rồi. Đây fancy đỏ size trưởng thành, đuôi thì vừa móc một xíu thôi ha, không có cái đuôi bự như thế kia, đuôi bự cái nữa là em bán giá khác, không bán cái này được đâu. À mọi người xem phía sau của nó là một em hấp môn Dumbo, con này thì chuẩn Dumbo rồi, cái vây của nó kìa mọi người thấy không, con này thì bán giá này tại vì cái dãy của nó rồi mọi người thấy không, nhìn kỹ cái dãy ha, mình dãy nó đó, mình dãy nó sắn sắn cái gì mọi người, sấy nhựa hả đó. Còn đây tiếp theo là một em Nemo nền cam, phần đuôi có một cái bớt đỏ mà đẹp ha. Em phía sau nó còn dữ dằn hơn nữa mọi người, một em hấp môn đỏ xanh đó. Trời con này có lỗi chỗ nào mà sao bán cái này vậy, kỳ quá ha, săn đi mọi người, lẻ không đổi á, đẹp quá đẹp ha. Này dùng sát vô nước hơi đục rồi đó, quá tuyệt vời, mọi người xem kỹ em ha. Đó còn đây, đây là như là hai em cắm mái nha mọi người, mái 30 đó, màu sắc thì quá đẹp rồi, cái màu nó trộn tùm lum hết trơn. Còn con phía sau của nó là một em fancy vàng đỏ,
Đó, hai con này đều căng trứng nha mọi người. Cá mái thì nó ít kè lắm. À, con nào kè rồi là kè dữ nha mọi người. Đó. Đó, nó cũng kè đó nhưng mà kiểu như nó không có như mấy con cá trống đâu. Nó chỉ căng cái đuôi rồi nó nhìn từ xa thôi. Đó. Form rất là đẹp ha, mấy con này đem về đổ dưới nó luôn. Lưu ý cho em là cá mái phải đem về dưỡng tầm 2 ngày mới đổ được nha mọi người. Không là đường xa nó bị mệt, mọi người đổ là nó bị sốc cá đó. Rồi, đây cũng là hai con mái luôn nha. Mái tới đâu em nói tới đó nha mọi người, để không nó lộn từ lum tà le hết. Đây, lần của em Fancy. Fancy Nemo ta tùm lum màu chắc Nemo á. Fancy nó có vài màu thôi, con này tùm lum hết trơn à. Con này Fancy Nemo người biết mọi người lựa luôn ha, chứ em thì em nói nhiều khi nó cũng không đúng đâu. Đó, mọi người nhìn mọi người biết thì mọi người mua chứ em thua rồi. Cái sao với nó là em Fancy đúng không? Fancy đen đen vàng vàng. Mà không biết phải Fancy nữa hay là cái loại khác nên không biết nha. Đó, chốt lại câu rồi, hai con này quá căng trứng rồi. Con phía sau thì có thấy được cái trứng nó luôn kìa, thấy được cái trứng trong bụng luôn kìa. Đó. Đuôi nó ánh bánh bạc lên rất là đẹp. Còn đây. Kể từ cái ô này là giá 40 nha mọi người. Đó, con này thì giá 40 là đúng rồi ha. Đó, con này mà cái size của nó bự thêm một chút xíu nữa thôi là giá phải là 60. Tại con này thì cái size của nó là size nhỏ. Nó cũng vừa mới lớn thôi. Đó, nhưng mà cái đuôi của nó mọi người xem thấy không? Con này anh chị nào có thời gian thì dưỡng nó thêm tầm thời gian ngắn thôi là nó sẽ cứng thơm lên. À, em thấy rồi, cái phần đầu của nó kìa. Phần đầu của nó thì nó hơi không được tròn trịa ha. Đó, nhưng mà nó cũng không có gì là đáng lo ngại hết mọi người. Để nó vô hồ mọi người nhìn là đẹp rồi được rồi. Mấy cái này thì ai mới tập chơi thì hốt về luôn, chứ quan trọng là mấy cái lỗ nhỏ vậy ha. Phía sau của nó là em Fancy đỏ. Fancy hay Galaxy ta, như cái phần dãy này là Galaxy đúng mọi người. Vô bình lẫn nhắc em giùm cái nha. Đó, nó không còn trước nó lười kè, còn đằng sau nó cũng không thèm kè luôn. Đó. Giận rồi. Đó. Hồi nãy nó kè mà giờ nó không thèm kè nữa. Còn đây, con này thì mới ăn no nên cái bụng nó bự thôi nha. Một em Nemo trống. Đó, size trưởng thành nha. Con này thì nó là Nemo trống nhưng mà cái đuôi của nó nhỏ nha mọi người. Đuôi to nữa là cái màu này đẹp là em phải bán 60. Đó, con này được đuôi to mà đuôi móc nữa là quá tuyệt vời luôn. Con phía sau nó không có kè nên là con phía trước nó không có kè phim. Phía sau là con dạ quang. Đó, con dạ quang này thì đẹp và cái màu của nó thiên về hơi nhạt xíu thôi nên là bán giá này cho mọi người săn ha, chứ nó đậm đậm màu xíu nữa là phải đổi giá liền nha mọi người. Đó, còn đây một em Half Moon. Đó, con này có lỗi chỗ nào không mà bán giá này mọi người? Đó, không có lỗi đâu nha. Đó, quá đẹp con này thì cái màu xanh quá tuyệt vời. Đó, còn con phía sau là một em Super đen, đen thui luôn, nhìn như cục than luôn. Mọi người không bị được con mắt với cái màu da nó không? Đó, quay thì như là không thấy được con mắt luôn nha. Rồi, tiếp theo em dở lấy ra. Đó. Ủa sao ở đây lại một em Super đen nữa này? Đây, như em Super đen này sai nó như con hồi nãy thôi. Nó nhưng mà nó không có đen bằng con hồi nãy. Chắc là quay gần nó nét không mọi người. Đấy, còn con phía sau của nó là một em Nemo. Đó, con đằng sau thì đuôi móc nha mọi người. Đây, đuôi móc size trưởng thành không tật lỗi, màu full. Đó, cái màu này thì nó nhiều rồi, nó khá là đại trà rồi nên là bán với giá này. Đấy, còn đây phía trước của nó là em dạ quang. Đó, em dạ quang mắt xanh á, mọi người nhìn như con mắt xanh là mọi người thấy biết được là con dạ quang á. Con này mà em không phân biệt được nữa là em bị chủ shop chửi liền. Nó quá dễ nhận biết luôn. Cái sao nó lại là một em Half Moon xanh đỏ. Đó, mọi người xem con sao nó kè ha. Đây, kè đi em. Chưa kè nữa là phần đuôi đó bự rồi ha.
nó kè lên hết cỡ nữa là chắc chính cái hồ luôn đó mọi người. Đó, còn đây tiếp theo đây là một em em gì ta, như là fancy nha, fancy đỏ vàng đó, căng quá căng đó. Còn cái con này như là hai con mái sao vậy mọi người, cái mái không vậy, sao nó giống mái quá vậy mọi người, em để nhầm đúng không, ai phân biệt được vô comment chỉ em nha. Đó, như là con máy đằng sau đó mọi người, một con máy dạ quang á. Nào quay kỹ lên nó cho mọi người xem, mọi người phân biệt đi, chứ con này thì em hết phân biệt được rồi. Nó giống trống mà giống máy nữa nên là em chịu thua. Hình như máy mọi người, cái bụng nó kìa. Đó. Ai thích máy dạ quang mua luôn đi nha. Còn trước này nó cũng là một con máy. Đó, đó đó đó. Rồi. Đây một em dạ quang đó, em dạ quang rất là đẹp ha, quá tuyệt vời. Con này thì màu nó đậm rồi nhưng mà sai nhỏ, lấy nét đó, quá tuyệt vời. Em phía sau của nó là một em màu vàng nha mọi người, một em fancy vàng, có mấy cái chấm xanh nữa, hình như là gọi là cái tên khác nữa đó, mà em có màu vàng nữa nên thôi em để cho mọi người nhận biết đi, em thua đó. Còn đây, đây là một em fancy vàng đen, em dẹt mấy cái này ra em bước cho mọi người không chọc té chết rồi đó. Quay lấy nét con cho, con này thì sai bự rồi, người thì nó nói là nó cái đuôi nó nhỏ thôi đó, nó thẳng cái đuôi cho người mình luôn rồi đó. À, sao có kè không, kè nha, một em fancy đỏ cam đó, hôm nay em quay sao mà nó cờ lung nha mọi người, đó quá đẹp luôn nha. Con này thì không có bị thiếu màu chỗ nào đâu nha, đó con này thì đuôi nó bự rồi đó. Tiếp theo đây là hai con mái, con này thì em có đánh dấu rồi thì chắc chắn là hai con mái rồi đó. Một cục kẹo, một cục kẹo hồng hồng trắng trắng nha, có phần đen nữa, căng trứng luôn nha mọi người, đem về dưỡng 2 ngày ép cho em nha, lưu ý nha. Phía sau đó là một em Nemo đó, một em Nemo hơi căng thôi, chưa căng quá đâu đó. Còn đây cuối cùng là một em cục kẹo Nemo căng trứng phơm kính đuôi luôn, không có bị hở đuôi ha, đó nó kè dưới cho mọi người, hai con mái mà kè kiểu này thì rối rồi luôn đó, thấy được cái trứng bên trong bụng nó luôn kìa. Còn phía sau của nó là em fancy vàng xanh, lên mái cho mọi người, con này mà phải lên con trống ha, mà cái đuôi của nó dài như vậy luôn ha, là quá đẹp, để giá khác chứ không có để giá này đâu, con này là con mái nha đó, mọi người xem kỹ ra ha, cái phần đuôi của nó quá đẹp rồi. Rồi hẹn gặp mọi người ở những clip sau ha. Video này được quay tại shop cá cảnh Beta Coffee. Các cảnh quay sau đây được thực hiện bởi chuyên gia và những người có kinh nghiệm chăm sóc động vật. Đây là dàn hồ cá có các vách ngăn vừa giúp cá Beta vui vẻ khi thấy nhau vừa bảo vệ chúng. Ở đây, chúng tôi đang trưng bày và giới thiệu đến công chúng vẻ đẹp nghệ thuật của loài cá Beta. Bên cạnh đó, video này là cảnh chúng tôi đang nghiên cứu về tập tính, thói quen và hành động của loài cá Beta khi chúng thấy mặt nhau, nhằm cung cấp kiến thức cho người xem về loài cá này. Qua đó người xem có thể thấy được vẻ đẹp và giá trị nghệ thuật của loài cá Beta. Khi nuôi cá này, bạn cần hồ kính có vách ngăn như trong video của chúng tôi để mang đến môi trường sống tốt nhất cho loài cá Beta. Các cảnh quay sau đây sẽ minh họa và hướng dẫn bạn cách nuôi và chăm sóc cá Beta tốt nhất. Chúng sẽ cảm nhận được sự an toàn, ấm áp và vui vẻ khi bạn nuôi cá Beta giống như trong video của chúng tôi.